Cảnh giác với hoạt động lợi dụng COVID-19 để đào tạo, huấn luyện trực tuyến của các tổ chức phản động lưu vong. Thời gian qua, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp trong nước, các tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân, Voi, Ray, BPSOS đã tiến hành hàng loạt các cuộc huấn luyện, đào tạo trực tuyến cho số chống đối trong nước. Dưới vỏ bọc các tổ chức phi chính phủ, xã hội dân sự trá hình như tổ chức Voi và Ray, ngoại vi của Việt Tân đã ra nhiều thông báo tuyển sinh, huấn luyện, đào tạo các cách thức tiếp cận chính trị tại Việt Nam, hướng dẫn cho chống đối trong nước lập các kế hoạch huấn luyện, thu thập thông tin nhằm mục đích chống phá. Đối với tổ chức phản động Ủy ban Cứu người Việt Biển, BPSOS, do Nguyễn Đình Thắng, quốc tỉnh Mỹ cầm đầu từ năm 2016 đến nay, chúng đã huấn luyện hàng trăm cuộc cho số chống đối trong nước, số cơ hội chính trị, số bất mãn, tạo ra hàng chục báo cáo xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo, nhân quyền sai lệch tại Việt Nam, gửi cho các tổ chức nhân quyền quốc tế, báo cáo viên Liên Hợp Quốc, nhằm tranh thủ các chính trị gia phương Tây có quan điểm chống nhà nước Việt Nam để gây sức ép với chính quyền Mỹ, đưa Việt Nam quay trở lại danh sách CPC. Các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Chúng đã cấu kết, lập các chiến dịch như chiến dịch Cồn Dầu tại Đà Nẵng năm 2010, chiến dịch Cứu Đông Yên tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh năm 2016 với hàng chục đối tượng cực đoan chống đối trong và ngoài nước. BPSOS đã yểm trợ tài chính, huấn luyện, đào tạo các phương thức chống phá bất bạo động và công khai gây phức tạp an ninh trật tự. Trong khi đó, tổ chức khủng bố Việt Tân núp bóng dưới các tổ chức từ thiện, môi trường, giáo dục như Ray đã tổ chức hơn 20 cuộc huấn luyện vào ban đêm với hàng chục đối tượng trong nước tham gia, với phương châm xã hội dân sự thay đổi trong tầm tay. Dưới sự chỉ đạo của Phạm Huỳnh Phương Trang, Hà Đông Xuyến, Trung ương Việt Tân đã móc nối số chống đối cực đoan tiến hành huấn luyện, xuyên tạc tình hình Việt Nam, nhất là việc phòng chống dịch tại Việt Nam, kích động chống phá từng bước làm thay đổi quan điểm chính trị, tấn công vào các mục tiêu của cơ quan nhà nước. Trong khi đó, với vỏ bọc là tổ chức phi chính phủ, giáo dục Voi ngoại vi của Việt Tân do Trịnh Hội cầm đầu lại nhằm mục tiêu vào số học sinh sinh viên có nhu cầu đi nước ngoài học tập, sinh sống và số chống đối cực đoan xuất cảnh trái phép tìm quy chế tị nạn. Trong nhiều năm, Voi đã huấn luyện hàng chục cuộc tại Philippines, Thái Lan, Singapore cho số chống đối. Sau khi về nước bằng các thủ đoạn che giấu cơ quan an ninh, chúng tiến hành lập nhiều dự án, đề án dưới danh nghĩa nhân đạo để rửa tiền, thu thập tin tức trong nước, kích động biểu tình chống đối. Trịnh Hội, chủ tịch Voi đã từng tuyên bố sẽ càng thân với Hoàng Tứ Duy, Trung ương Việt Tân hơn nữa, ca ngợi thành viên của Việt Tân có lý tưởng cao đẹp và điều hành các tổ chức phi chính phủ NGO như Voi, vừa làm cánh tay nối dài cho Việt Tân, vừa có danh nghĩa công khai để nhận tài trợ từ các quỹ dân chủ nhân quyền như NET, CRD, thay Việt Tân. Theo luật của Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây thì chính phủ nước này không thể cấp tiền cho các đảng phái chính trị, chỉ được cấp tiền dưới danh nghĩa triển khai các dự án NGO dân sự độc lập. Tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, thành phố Hà Nội, Tuyên Quang, thành phố Đà Nẵng, tổ chức Voi đã tuyển mộ hơn 30 đối tượng và đào tạo chúng thành những đối tượng chống phá bằng các dự án như xây nhà vượt lũ, dự án R4K, sửa xe đạp cũ cho học sinh nghèo, nhưng bản chất là rửa tiền, thu thập tin tức, chống phá dưới vỏ bọc thiện nguyện, kích động biểu tình, gây rối tại các tỉnh miền Trung. Với những hành vi sai trái nói trên, các tổ chức phản động này đã bị chính bà con kiều bào vạch mặt bằng các vụ kiện đối với Nguyễn Đình Thắng, lợi dụng quyên tiền, sử dụng thiếu minh bạch hàng trăm nghìn đô la, hoạt động móc nối của tổ chức khủng bố Việt Tân, nhóm ám sát K9 liên quan Voi đã bị vạch mặt trên sóng truyền hình BPS của Mỹ với hàng loạt vụ ám sát các nhà báo gốc Việt ngay trên đất Mỹ. Tại Việt Nam, nhiều đối tượng đã tham gia khóa huấn luyện của các tổ chức như Phạm Thị Đoan Trang đã bị bắt giữ, Nguyễn Anh Tuấn Đà Nẵng, Nguyễn Hồ Nhật Thành, Lê Thăng Long, Huỳnh Ngọc Trường, Tạ Mạnh Hưng Tuyên Quang, Trần Quyết Thắng Hà Tĩnh nhiều lần kích động chống phá tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung. Trong đó, một số đối tượng cầm đầu hội nhóm đã bị các cơ quan an ninh bắt giữ, xử lý trước pháp luật. Đồng thời, Bộ Công an đã công bố công khai Việt Tân và các tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Triệu Đại Việt là các tổ chức khủng bố. Theo quy định tại Điều 299 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi về tội khủng bố như sau. 1. Người nào nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng mà xâm phạm tính mạng của người khác hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 5 đến 15 năm. A. Thành lập, tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố. B. Cưỡng ép, lôi kéo, tuyển mộ, đào tạo huấn luyện phần tử khủng bố, chế tạo, cung cấp vũ khí cho phần tử khủng bố. C. Xâm phạm tự do thân thể, sức khỏe hoặc chiếm giữ, làm hư hại tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 3. Phạm tội trong các trường hợp đe dọa hoặc thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 điều này hoặc có những hành vi khác uy hiếp tinh thần thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. 4. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. 5. Người phạm tội có thể bị tước một số quyền công dân, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và nhân dân cần cảnh giác với các hoạt động huấn luyện, đào tạo, chống phá của tổ chức khủng bố Việt Tân, số phản động lưu vong.